Hello, chào mừng các bạn trở lại kênh của Ngọc và Phô nha. Hôm nay Phô sẽ đi mua xe cho Ngọc. Thì cái tờ giấy Phô đưa bạn xem á, là tờ giấy này á, là tờ giấy 28.000 của Kamax nè bạn. Đây cái hiệu xe Kamax nè. Họ trả giá cho Phô 28.000 thì Phô chưa hài lòng với cái giá này. Cái xe này là xe của Ngọc các bạn. Thì Phô sẽ đi lấy cái giấy này đưa cho đại lý xe để họ có thể mua bằng giá hoặc mắc hơn chút xíu thì Phô sẽ bán cho họ. Rồi mua xe họ luôn. Nếu mình mua xe ở họ luôn á thì mình được 28.000 cộng với thuế là mình được gần 30.000 nha bạn. 28.000 thuế nhưng cho 625 thì mình sẽ được là 1.750, 50 là khá là phô chỉ đoán thì thôi. Thì bây giờ mời các bạn lên trên dealer đại lý sạch để phô đem đĩa theo để mà phô đưa cho họ. Nếu mà được giá xe họ discount good, được xe họ được cái giá này nữa thì phô sẽ mua chiếc xe ngọc nha bạn. Ok giờ mình sẽ phô nha, let's go. Đây bây giờ vô dealer nè. Stanley McCall nè. Và có chiếc LC. LC convertible. Không biết có xe không? Bán xe mà toàn không có xe, xe giá mắc không. Hôm nay Ford đi thêm một dealer khác nữa để mua. Ford quyết định mua nha bạn. Và cái duyên không là tùy theo cái duyên nha bạn. Chiếc xe này giống chiếc xe Ford này. Camac nó mua chiếc xe Ford là 28.000. Thì nếu mà vô đây họ trả 29.000 thì Ford sẽ bán ở đây, trade xe ở đây với điều kiện là xe phải discount cho bạn, nó rẻ được vài ba ngàn, ít nhất 5-4-5 ngàn. Hiện tại thì Ford check trên trên mạng á, là những người mua á, họ được 4-5 ngàn từ tiểu bang nha bạn. Mà tiểu bang Ford thì Ford đi cái dealer kia cheap quá, không cho nào thì Ford đi về, thì Ford qua một cái dealer khác cho bạn thử xem nha. Vô showroom này. Đây cái showroom này. Chứ là gì đây? 27.000 one pay lease xe xe mướn. Đẹp ha. Chứ này mua năm mấy ngàn chứ nó 27.000 xe mướn thôi. Convertible. Cái wheel quá đẹp ha. Cái wheel beautiful. LC 500 đẹp quá, cái da đẹp. Convertible giải phóng thích, thích convertible hot top, loại hot top cái loại môi cứng rồi, nhìn thích hơn, nhìn chắc chắn, nhìn yếu quá, đẹp. Cái màu silver rất đặc biệt, trong cái da đỏ, đẹp quá ha. Đây. Kiếm xe phô thích. Ồ, nó có chiếc xe trắng nè. Ồ, đẹp với cưng không? Mày cưng quá, không có không làm được, phô đẩy chiếc xe từ lâu rồi, nó cưng nó quá, không có đẩy được. Nhìn cưng quá. Nó tròn tròn không dành lộn bạn. Đẹp quá. Xe này là tụi Mỹ nó thích lắm. Nó cách design của nó design rất là nhìn giống như là xe concept mà không phải xe production, nhưng mà 12.000 đẹp với sợ. Nó không mê thằng này, thằng này phải chết với này, không có bán được thằng này. Thằng này là này V6 bạn ơi, này hybrid xe for là VA. Để kiếm cái xe kia đi. Showroom này ở dưới 59. Đây, chiếc xe Phong muốn mà nhờ Phong muốn cái black wheel này, silver wheel. Màu ở trong đẹp á. Cái màu này phải chịu ở trong nè. Giống màu xe Ford đang chạy này, ngọt á, y chang nè. Rất đẹp à. Cái màu cũng cưng lắm. À. Màu vàng đẹp. Cái cô cái mua xe cũng thích cái black wheel nữa, chiếc này yêu. Chiếc này không phải chiếc Ford thích đâu, bảo đảm cũng mời S300. Thì 300 này rẻ hơn. Chiếc Ford thích là 350, 350 thì nó đi V6 311 horsepower, 305. Còn không thấy ta. Thằng này ES. Ô điện mới làm cái rear diffuser đẹp lắm.
Mỗi năm nó cho thêm chút xíu đẹp. F-Sport này, màu đỏ này. Đẹp cái sợ. Cưng chưa? Correct stitching các bạn. Metal trim nè. Beautiful nha. Này không biết cái dạng âm thanh gì. Âm thanh xịn, âm thanh giấm. Âm thanh xịn thì Mark Levinson, âm thanh giấm thì không để tên gì hết. Đây âm thanh giấm. Chắc giấm thì không để tên. Mắc cỡ rồi. Nhưng chưa thấy chiếc phô thích. Chiếc này LS. LS 500. Oh, cái wheel. Đẹp đẹp dễ sợ, kinh khủng. Shy dễ sợ. Chiếc này rộng. Chà, rộng, đã dễ sợ. Phôi còn phải dẫn dẫn là bôi nữa. To, đẹp, rộng. Always dry bạn ơi. Đẹp nha. Đẹp chưa? Chỉnh ghế đẹp chưa? Da thì cao cấp rồi, sang chảnh rồi, đẹp. Tay lái bọc da nha. Ốc gỗ nữa nè. Đẹp. Chiếc Ford. Chiếc Ford thích đâu rồi, không thấy ai hỏi cho người ta. Chiếc này chỉ là IS500 thôi. Chiếc này yếu hơn chiếc Ford thích. Rẻ hơn chút xíu. Nhưng mà hình dáng cũng gần gần tương tự vậy đó. Không thấy người bán xe đổi chân. Đặc quá không thấy hả? Kiếm người bán xe coi. Cái showroom này cũng không to lắm. Xe này cho mướn. Chiếc này đẹp quá ha. Sport NX đẹp đi sợ chưa? Sang chảnh. Đẹp. Nó chả đóng cửa lại nè. Con ngồi có Vietnam 7 này. Chiếc xe Ford nó chả 28.000 ở KMS nè. Bây giờ Ford trade thử trong Lexus tại bao nhiêu nha bạn. Được giá thì Ford sẽ mua nha. Ford thực sự rất muốn mua xe nha. Ford không rảnh đi vòng nha bạn. Bạn đừng nghĩ là cứ Ford đi vòng quay phim phải. Ford đi hôm nay là ngày lần thứ hai đó. Lexus đầu là website này là lần thứ hai. Bây giờ chờ em trai Việt Nam Salesman đi coi chiếc xe này của Ford để xem cái giá này bạn trả được bao nhiêu. Ford nói với em trai Việt Nam là đây là lần đầu tiên Ford đi mua xe gặp người Việt Nam, chắc không biết có duyên hay không, hy vọng là có duyên bạn. Em trai nói là em trai sẽ làm cho Ford có good deal thì Ford thử xem như thế nào. Dạ, làm lâu chưa anh? Mấy năm? 5 năm hả? Em thích công việc này không? Có phù hợp không? Thích không? Cũng biết hả? Dạ, nói chung là giúp đỡ bà con cô bác thì... À. Trước tiên là giúp anh, chứ anh giới thiệu cho. Anh có nhiều bạn lắm. Được, được, được. Muốn chờ phải không? Đứng đây chờ phải không? Ok, sẽ chờ. Đây, hôm nay Phò gặp một người anh bạn trẻ Việt Nam bán xe. Lần đầu tiên Phò được anh bán xe Việt là người Việt Nam nha bạn. Không phải đâu. Không, đừng có nghĩ xấu là Phò không thích người Việt Nam, không phải. Không có duyên thì hôm nay là có duyên anh Việt Nam đây. Bạn trẻ Việt Nam. Làm được đây 5 năm rồi. Ford FC for your trade thì chiếc xe Phò là CarMax sẽ trả 28.000. Thì trong giấy tờ anh ghi có 22.000 mấy thôi, đó là anh ghi Phò sẽ nói chuyện sau. Thì Phò nói nhất phải từ 28 rưỡi 29 Phò mới bán. Thì 28 rẻ quá Phò không bán nó, đúng bán thì Phò bán từ lâu rồi. Đâu chờ tới Lexus. Bán để mua Tesla luôn, nếu mà Lexus là giá ok thì anh bạn trẻ lại đưa chiếc xe Phò là 47.000 mấy là chưa có trả đồng nào hết trơn á. Thì nó muốn gì thì Phò cho coi chiếc xe đã. Rồi chạy thử như thế nào có đã. Rồi Ford sẽ trả giá chiếc xe đó bạn. Hiện tại là Ford đang đi vòng vòng trong cái đại lý xe của Lexus này ở 59 bạn. Hôm nay Ford đi là Ford dealer này, dealer thứ hai đó, đại lý thứ hai đó. Ford quyết định mua chiếc xe cho Ngọc á, nhờ để coi phải coi cái giá bạn có duyên hay không nha.
Chứ pho không thích cái kiểu làm ăn mà xe mà không discount xe người ta thì trả ra thì thấp là không bán được cái pho đâu. Mua xe là phải trả giá được thì pho mới mua. Không thì pho giới thiệu ông đi mua Tesla. Đây xe tới rồi. Chiếc xe này màu silver. Nó trong màu vàng nha bạn, ở trong màu xe nhớ xe cũ pho đó. Silver. Đây. Cũng rất vĩnh chai. Cho anh mượn coi cái sticker price xem. Anh có thấy cái sticker price coi. Sticker price này sao? Này, sticker 43.260 cộng power moonroof vào đó cộng option nhiều ha. Cộng cái cửa 95 đồng, cái cửa chống chày, cái rear bumper, key glove. Cộng với lại 1.100 là Power Moonroof Premium Pen. Nó cộng xe lại nó cộng hồ sơ 500 em hả? Dạ. Nó cộng hồ sơ đặc biệt 500 hả? Dạ. Nó cộng hồ sơ đặc biệt 500. Dạ đúng rồi. Ok xe này là xe này 3.5 nè. V6 301 horsepower 8 số nha. 19 inch alloy wheel. Rồi trong này nó có option gì em thấy cho anh biết không? Trong xe có option gì em thấy cho anh biết được không? À anh biết basic nhưng mà nó có gì được như đây, nó có được cái power, cái power bên bên passenger có không? Dạ. Có platform monitor hả? Có lane assist. Lane assist là gì đây? Nó có Apple CarPlay thì vẫn còn vô. Nó có Android không? Android không? Android, tức là ghế sửa. Nó có cái luôn cái battleship hả? Nó có sport luôn rồi, sport mode rồi. Nó có bao nhiêu cái mode, nó có eco mode không? Đại khái vậy. Standard. Nó còn là sao cái? Đằng sau này cũng được. Cái màu này giống màu anh có nè. Đúng rồi, đậm màu của anh. Nhưng mà đại khái cũng giống giống vậy đó. Cái style giống vậy. Nó có cái moonroof nè. Nó thấy xe này cũng y chang như xe vậy nha. Dạ, không, nó tương đối là cái horsepower nó nhiều hơn. Đúng rồi, mạnh hơn chút xíu. Mạnh hơn, với lại nó là rear wheel drive. Đúng rồi, thằng này tại xe sport mà em. Xe của anh là xe sedan thì là xe gia đình thôi. Cảm nhận được không? Còn thằng này thì design sport một xíu. Rồi. Đúng rồi, mở ra được không? Đây. 305 V6. Máy thì mới cáo thôi, xe mới mà. Bao nhiêu mau cho em, chứ bao nhiêu mau em? Chứ hiện tại bao nhiêu mau rồi, cái đồng hồ, trên cái đồng hồ á. 7 mau. À. Cái đèn LED cũng đẹp ha. Bánh xe là bánh xe Bridgestone hả? Bánh xe bao nhiêu? Bánh xe bao nhiêu? 19 cái gì đó. Mấy cái kia bao nhiêu? Cái quay bao nhiêu? Không thấy ta, nằm đâu ta? Mắt kép là tối thui, không thấy đường. À đây nè. 2, 3, 5, 4, 10, 19. Ok. Rồi, trên coi bên kia coi. Bên kia máy ta. Cái kia này phô được không? Dạ không. Không phô được hả Danh? À ok, cũng được, xe này cũng dễ thương á, anh hy vọng là vợ anh thích. Bây giờ chạy thử được không? Có chạy thử được không? Được. Đây. Có rồi, chạy thử đi. Được, anh lái chưa? Coi chạy sao chứ. Trước khi mua thì phải xem chạy sao nha bạn. Ok. Wow, xe này cũng êm. Nói chung là cũng được em. À nó mạnh xanh. Thì cái xe này anh nghĩ thì nó sport mà, nó rear wheel drive thì mạnh hơn chút xíu. Thẳng luôn được không? Có lên freeway được không? Muốn lên freeway chạy thử. Anh muốn yeah, chỉnh qua sport lên đi. Anh muốn feel cái power. Dạ. Yeah. Vô sport chưa? Cái hiện là màu đỏ sport rồi kìa. Dạ. Ok. Để anh chạy manual thử nè. Đây số 1. Nếu mà manual thì anh để đây này, cái lẫy nè, có cái lẫy này nè.
Anh bao nhiêu chứ? Ở đây, bao nhiêu thế? Siêu thế, đẹp ha, cross bang đẹp. Nói chung chỉ đánh chịu á, nhưng mà nó đi đâu, nó sẽ tầm thường em hả? Sẽ tầm phần mắt lên mình xịn không? Nó sẽ tầm thường. Nó chỗ nó có luôn cái hết này hả? Có cái sưởi. Có gì nữa ta, có gì giới thiệu anh xem coi có gì. Ghế lạnh, ghế sưởi mình nói chuyện. Ghế lạnh có không? Không, ghế sưởi. Bây giờ em nói ghế lạnh thôi đi. Ghế sưởi, ghế sưởi thôi. Lạnh anh thấy thấy hơi 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 lạc lạc. Ghế sưởi thôi, còn ngồi ra thì em nghĩ là giờ cái đó là cái F-Sport design thì anh thích cái style được nữa. Anh thích cái style được, anh muốn trả tiền quá nhiều cho cái feature, thấy không? Thật sự đối với anh thì anh có ít có xài vậy chứ. Dạ. Nói chung cái power thì basic vậy được rồi, đâu có đổi gì hơn được. Basic là phải turbo rồi, nó là NA thôi. Anh cứ giữ cái này. Natural aspirated thì nó vậy thôi. Dạ. Cái bô hay nghe hơi hiền ha. Nói chung là over thì anh thích cái này được. Giữ lên này hả? Giữ lên này. Em có thể quay trước cho các bạn xem. Đó, đây đang đi phiêu quay các bạn ơi. Xuống xếp không em? Được đó, anh thích cái này ok, good. Mà anh phải muốn cái giá nó tốt xíu. Em hỏi manager cho anh. Anh biết là ở trên mạng anh mua xe rất là nhiều xe, anh có biết được cái giá xe. Thì nè, hỏi manager cho em the best, em có thể đưa cho anh đi. Anh có rất là nhiều bạn, I swear. Anh sẽ giới thiệu cho em. Em đừng có lo cái chuyện đó. Không sao. Anh làm việc là người nào mà thích rồi là mình sẽ giới thiệu cho người đó. Dây chuyền mà em biết mà. Thì giới thiệu cho bạn anh cũng tốt cho anh đúng không? Dạ, đúng rồi. Bạn anh mua xe rẻ đúng không? Dạ, đúng rồi. Thì đâu lý gì anh không giới thiệu. Dạ, nếu mà anh đúng cái giá thì chắc chắn phải giới thiệu. Dạ. Trở lại nha. Mà đặc biệt là anh sẽ mua hoài à, tính anh đi 2 năm là anh chát. Xe chạy 2 năm cho chát. Dạ. Ít có chiếc xe anh chạy được 3 năm lắm. Chiếc xe này giờ anh chạy. Chứ chưa xe nào chạy được 3 năm, có chiếc xe LC 500 á. Hiện tại nó chạy được gần 3 năm rồi, là chiếc xe đó anh biết sao anh không thể xa rời nó. Anh không xa rời được nó. À, xe dễ thương anh thích, giống như hộp dành lộn nha. Anh gọi là hộp dành lộn á. Power good, it's ok. Đủ fast enough. Rồi mình đi đâu em? Thẳng qua luôn. Ở thẳng luôn hả? À. Cái power là anh hài lòng rồi, V6 thì vậy thôi. Nó sạch thì vậy thôi. Power em cũng được, not bad thì cái xe sport gì thì em nghĩ cái này là được rồi. Rộng rãi thì cũng được. Nó nhỏ xe anh chút đúng không? Dạ đúng rồi. Nhỏ GS xíu không? Cái cargo room sao nó rộng ta, anh chưa coi thì cái room sao? Dạ, chắc là nhỏ hơn đúng không? Nhỏ hơn. Dạ, đương nhiên rồi. À. Nói chung là mọi thứ nhỏ chút. Cái xe này đúng ra đó là anh kêu gì, anh mua chiếc này là mấy năm trước rồi. Anh kêu ráng chờ mua chiếc này đi. Thì vậy là chiếc ở đây. Vậy thích chiếc ES. Thì cái này thì đi thẳng được, đi thẳng xíu được. Anh thì ít có chạy mấy chiếc xe sedan lắm. Thẳng hơn chứ. Anh chỉ chạy xe hai cửa sport mà xe này bốn cửa sport. Phải. Thì chiếc này á là đa phần người ta chạy là người ta thích cái mẫu mã. Stylish, sport style. Yeah. Đi tới đâu anh nhìn anh cũng thấy nó catchy. Đúng rồi. Thấy nó stand out. Yeah. Yeah. Đi ngang qua là cũng thấy là anh đậu trước mày. Thì anh là thích mấy xe vậy thôi. À. Nhìn nó khu khu một xíu. Chứ xe nó dài dài anh cũng không thích lắm. Còn vợ anh thì đôi khi cũng thích xe này, cũng thích cái loại kia sedan. Thích rộng rãi. Cho cũ hả? Okay, bây giờ mình vô mình điêu giá đi nha. Vô em hỏi cho mày chờ em đi, the best bây giờ em phải làm đi. Ok. Và mình tính từ đó nha. Chứ xe này nói chung là anh chịu. Ok, good. Ok. Chiếc này tiền option, lesser đó anh không thích một cái là nó add nhiều em biết không? Nó add rất nhiều.
Phía dưới này cũng là power moon roof là ok. Nó xịt bán xe ngộ ha, nó tính riêng từng món ha. Rất là lạ. Cứ ách chút, thay vì để giá cho nó rẻ, để giá một cái người ta đỡ ngán. Em hiểu không? Tự nhiên người ta để giá cho rẻ vô mà ách một đống mình có ớn lắm em. Sao tôi quá trời nè. Nó cũng là trong đó sẵn hết rồi chứ không phải là moon roof cargonet, cargonet nhiêu? Cargonet 7 mấy đồng, 25 đồng gì nữa đây. Key club option nhiều thứ. Trời, key club băng riêng nữa hả? Trong đó nó có hết dạ. Chùa. Lúc mà anh mua cái xe của anh nó cũng có hết trong đó đó. Chứ không... À thì xe mình có chứ sao mà key club tính tiền riêng nữa. Nó, anh không thấy nó ở trong đó thôi chứ anh mua lúc nào nó cũng có và nó lại nằm trên đó. Sơn riêng nè, có này all weather nữa hả? All weather floor nhiêu tiền? All floor 300 mấy. Rồi bây giờ em bây giờ theo anh á, anh nói thiệt á, ok, chiếc này cộng lại tất cả MSRP của nó là 46,7 phải không? Đúng rồi. Rồi anh trả 42 cộng thuế, em có thể nói chị mẹ giờ không? 46,7 42 cộng thuế. Em nói chị mẹ cho em đi, được thì anh quốc luôn hôm nay. Nếu mà cái sport mà luxury ấy, thì nó có nhiều option để mình có thể điều nó xuống rẻ hơn, còn cái này là một cái basic, nó không có nhiều cái gear giống như vậy cho anh. Nhưng mà cho em hỏi cái này em cứ thử lại để em hiểu. Cho em hỏi nha, cái phần này của anh á là sao, anh muốn như thế nào trước đó? Thì ít nhất phải 28,000 rồi, right? Em đã biết rồi, ít nhất là 28,000 chứ 28,000 bán cả mắt cho rồi. Thì, lúc anh nó bán rồi còn gì nữa, anh phải đem ra kho mát chứ. Dạ, yeah, ok thì em hỏi thử. Okay. Em hỏi thử. Thì nói chung là em hỏi thử con đi. Số này. Anh muốn 5,000 discount đúng không? 42,000. Ok bạn ơi, form mới gì đi về nè. Form mới thì đi từ Lexus đó trên 59 về nè. Thì cái xe đó thì cái giá nó đòi là khoảng chừng 46 mấy là cái giá gốc, thì nó discount cho hỏi discount cho 3,000 bạn. 3,000 còn 43 mấy cộng như thế, nhưng mà cái xe trade của Ford á, nó chỉ trả chừng 26,5 thôi, thì cộng thuế là được 28. Nhưng mà Ford gọi cho Ngọc thì Ngọc muốn là chiếc xe đó là được 28,000 thì mới mua. Thì bây giờ là còn 1,5 nữa thì Ngọc vẫn đang lại nhà, thì Ford điều của mình thôi. Thì Ford phải gọi cho Ngọc. Thì thôi bây giờ Ford sẽ tạm biệt các bạn tại đây. Ford cũng ráng mua chiếc xe đi, nhưng mà Ngọc vẫn chưa chịu giá đó. Thật sự ra xe 3,000 ít của bạn, Ford chưa chịu giá đâu, rất ít. Và rồi thêm là 1,500-2,000 nữa mà anh xem bên nói là xem anh đã cố gắng rồi thì được 3,000 thôi. Ok, Ford xin tạm biệt các bạn nha. Hẹn bạn video sau nha. Cảm ơn bạn rất nhiều. Bye bye bạn.